chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị một cơn gió lạ. Sẽ không phải là hip hop nữa, mà là một vũ điệu rất tuyệt vời, rất khác. Và chắc chắn rằng tất cả quý vị ở phía dưới kia sẽ không thể rời mắt đi một phút nào cả. Vâng, và để khám phá rằng vũ điệu đó là gì, phần trình diễn đó là gì, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay tới cho thí sinh tiếp theo. Xin giới thiệu cơn gió lạ Đặng Minh Hiền. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng cho Đặng Minh Hiền. Minh Hiền đã hoàn thành phần thi của mình. Vâng, quý vị có thấy lạ không ạ? Có thấy hấp dẫn không ạ? Xin hãy dành cho Minh Hiền một tràng pháo tay ạ. Chúng tôi xin được mời biên đạo Lâm Minh Hải. Alo, hello Minh Hiền. Trước tiên thì anh chúc mừng em khi mà đã hoàn thành rất là tốt cái bài biểu diễn của em. Cái điểm đầu tiên anh muốn nhắc tới đó chính là cái ý tưởng của bài này. Ý tưởng rất là tốt. Nếu mà ai đã từng xem cái bộ phim hoạt hình Up thì cái bài nhạc này là một cái bài nhạc nền trong phim. Thì Minh Hiền rất là khôn khéo khi sử dụng cái bài nhạc này. Em sử dụng bài nhạc này cũng như là nhắc một cái câu chuyện là cái từng bước phát triển của em từ nhỏ cho tới lớn, trưởng thành, đi làm và cầu hôn, có vợ và em cùng vợ em răng long đầu bạc và tới cái cuối cùng là người vợ của em mất. Thì rõ ràng là những cái ý đồ cũng như những cái đạo cụ em để trên sân khấu hoàn toàn là có tính toán trước hết. Thì đó là một cái điểm lớn, một điểm cộng rất là lớn. Tại vì khi mà solo một mình trên sân khấu không phải là một điều đơn giản. Và đặc biệt với cái bài này thì em đã thể hiện một cái câu chuyện rất là rõ ràng. Xin chúc mừng em.
Vâng ạ, xin mời biên đạo John Huy Trần. Đúng anh muốn cảm ơn em đã mang một cái màu mới với chương trình BU Plus with Honda. Và anh thấy nó không có dễ vì em thi một mình và mấy cái tiết mục kia là nguyên một nhóm và thi hip hop và em là một cái màu mới. Nhưng anh cũng hơi lo lắng vì lúc trước anh sẽ nói cái bài của em rất là tuyệt vời, cái phần tay, cái phần chân, cái kỹ thuật và động tác của em nó rõ. Anh thấy nếu mà cái màn hình nó cũng chỉ cái câu chuyện trong cái bài của em, nhưng mà anh nghĩ em không cần vì em múa và kể chuyện của em rất là rõ trên sân khấu nha. Nhưng anh hơi lo lắng tại vì cái này là một cái màu rất là mới với chương trình, thì anh không biết nếu mà nó đủ ha, nếu mà khán giả sẽ hỏi khán giả thấy bài sao rồi. Dạ vâng, những tràng pháo tay có lẽ là câu trả lời chính xác nhất rồi. Ok thì chắc được ha. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn xin mời nhạc sĩ Hồi Anh ạ. Thực ra đây không phải nghề của tôi, nhưng mà tôi cũng hứa mồm để nói tí cho nó vui. Thực sự là cái múa đương đại ấy, thì nó đối với hầu hết công chúng Việt Nam thì nó cũng vẫn còn tương đối khá là mới mẻ và xa lạ. Nhưng thực ra đối với công chúng nước ngoài và đặc biệt là châu Âu hay châu Mỹ thì nó quá là phổ biến. Tuy nhiên là anh nghĩ rằng là anh rất là trân trọng những cái người nghệ sĩ như em, tức là mình luôn theo đuổi những cái sự nghiệp một cách rất là vững bền. Nhưng với mỗi một cái sân chơi thì mình nên có những cái sự thay đổi. Thế thì anh nghĩ rằng nên chăng là mình có thể kết hợp bằng những cái gì rất là academy, rất là học thuật, nhưng mình vẫn có kết hợp những cái yếu tố giải trí một chút. Làm nào để cho khán giả họ, ví dụ như là cái động tác em thả cái hoa xuống, mọi người thấy vui, cười, thì có thể là cái sự tương tác nó gần với mọi người hơn và có một chút đột phá hơn ở cái đoạn cuối, thì anh nghĩ rằng nó sẽ gây cho mọi người sẽ rõ nhiều cái thích thú. Và hy vọng rằng là nếu như mà em mà được vào đến chung kết thì những cái lời góp ý của một cái người tay ngang là chả biết khỉ gì cả về múa, nhưng mà anh cứ nói như thế vì anh là một người khán giả, anh đặt mình là một người khán giả giống như tất cả các vị khán giả ở đây, thì anh nghĩ là như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa xin được chúc mừng Đặng Minh Hiền.